Vậy thì thí sinh tiếp theo là ai đây? Sau đây sẽ là một thí sinh đã rất nỗ lực trong tuần qua. Đó là thí sinh đã từng có cân nặng cao nhất chương trình. Đó chính là anh Kiệt. Đối với mình đây là một cái thử thách rất là bất ngờ. Mà thấy cái bàn đồ ăn vậy thì tất nhiên là 90% là không bao giờ kìm được. Nhìn con tôm này kia giống như là nó đang nhảy múa vậy đó. Đánh giá cái khả năng thèm ăn của mình trong thử thách này thì mình nghĩ là sẽ rất là ít điểm. Khi mới bước vô đây thì thân hình mình nó ụt ịch. Cái bước nhảy của em á giống như là nó hay bị rung lắm. Tại vì mỡ nó cũng còn nhiều á. Bây giờ nó cũng còn rung á, nhưng mà tiết chế lại được nhiều. Cái độ rung của mỡ nó cũng ít hơn lúc trước mới vô. Bài diễn lần này là một câu chuyện buồn, rất buồn, bi thảm về tình yêu. Cái dáng múa nó phải rất là mềm mại, uyển chuyển. Nhưng mà đó giờ thì cái mặt của mình nó hài quen rồi, nào biết thể hiện vai buồn nó như thế nào. Mong là ban giám khảo và quý vị khán giả coi của bài mình thì nhớ buồn nha, đừng có vui. Chờ người nơi ơi, về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió thảm. Vì lời ai hứa, một ngày dù em bước đi tìm về nơi xa, phút giây yên bình, đầu non cuối gió, người còn là mây viễn du, để lại đằng sau tiếng ngày thơ dài. Còn là mây biến dù, để lại đằng sau tiếng ngày thơ dài. Một lần nữa một tràng pháo tay cho chuyện tình Ngưu Lan chức nữ, anh Kiệt và Kim Phụng. Anh Kiệt thấy không, quý vị giám khảo đang rất là căng thẳng bàn luận. Xin mời giám khảo John Huy ạ. Nói thiệt nha, về mấy cái câu chuyện Việt Nam thì mình không biết nhiều. Nhưng mà nó có mấy cái John Huy cũng nghe. Và trong cái bài này, cái cách tụi em thể hiện, nếu mà anh đang xem và anh coi cái câu chuyện và anh hiểu cái câu chuyện này thì anh thấy cái đó là cái sự thành công của cái bài này. Và lúc tụi em mới diễn xong, anh hiểu về cái câu chuyện tình yêu trên một cái cầu. Và anh nhớ là có một lần anh nghe về cái câu chuyện cầu Ô Thước. Yeah. Phải không? Phải cái đó không? Yeah. Theo cái cách diễn thì nó rõ ràng. Tụi em thể hiện cái câu chuyện này rất là tốt. Đối với cái động tác thì Kiệt em đang rất là khỏe. Với mấy cái bưng bê em làm với Phụng đó, cái bưng bê qua cái vai xong Phụng rớt xuống, cái đó rất là khó. Và lúc em làm cái động tác nó rất là mượt. Cái chỗ không mượt lắm là cái phần đầu, cái tay của em nó hơi cứng nhắc một tí xíu. Anh cần nó gì? Cổ trang. Cổ xưa hơn, à. Cổ tác cổ hơn. Yeah. Một tí xíu nữa và nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà một người như em chưa bao giờ múa dân gian hay thể hiện một cái câu chuyện như vậy. Em thể hiện như vậy, anh thấy rất tốt. Chúc mừng em. Cảm ơn anh John Huy ạ. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Tôi thì có một cái nhận xét khác John Huy một chút xíu. Có lẽ vì John Huy không hiểu hết 100% những câu chuyện Ngưu Lan chức nữ, cho nên là có cái nhận xét nó tương đối là khích lệ các bạn. Hưng sẽ nói phần suy nghĩ của Hưng về trang phục của Kiệt. Nó giống một quân sĩ nhiều hơn là một chàng trai trăn trâu hay là một chàng Ngưu Lan. Cái sấm chớp trong nhạc á, nó không giải quyết được vấn đề mà các bạn muốn đưa ra trong câu chuyện này.
phải diễn tả được rằng là đó là một sự ngăn cách hay sao. Thì nó, một lần giật mình, sau một lần nữa thì bạn ngã xỉu xuống, thì nó chưa đẩy được cái câu chuyện của bạn lên. Tuy nhiên, để mà nhảy được trên một nền nhạc ballad như vậy là không phải chuyện đơn giản. Thà có nhịp đi, động tác rất là dễ, còn đây phải cảm và sử dụng những động tác dân gian đương đại để kể một câu chuyện như thế, thì quả là một điều cũng đáng khen. Tuy nhiên, ở tuần này hay tuần kia, không phải tuần nào mình cũng sẽ là điểm 10. Có tuần này chưa hay thì tuần sau mình sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn anh Vĩnh Hưng. Và xin mời anh Hoài Linh. Nói riêng anh thì anh không đồng ý với cái cách nhận xét về trang phục của Kiệt. Bởi vì thật sự ra mỗi sân khấu hay là mỗi phim hay là mỗi cái một nơi nào họ làm lại cái tích này thì họ dùng những cái trang phục khác nhau. Cái này nó không quy định cái ông Ngưu Lang này, ông mặc cái gì, ông là người như thế nào, và Chăn Trâu phải mặc đồ như thế nào. Nhưng về cái cách các bạn diễn, kể cả cái tiếng sấm chớp đó, tôi cũng đồng ý chấp nhận. Bởi Hưng thì Hưng không đồng ý. Hưng cảm thấy cái chưa có đã lắm. Nhưng đối riêng bản thân tôi, trong vòng một phút mấy mà các bạn cắt cái bài hát ra, các bạn làm cái đoạn đó vào, đó là một sự sáng tạo. Và còn một cái điều nữa mà tôi muốn khen các bạn là khi các bạn nhảy trên cái cầu, nó có một cái khoảng không gian rất là hẹp, nhưng các bạn vẫn làm những động tác rất đẹp ở trên cái chiếc cầu ô thước đó. Đây là một cái điều mà lúc mà Kiệt nhảy thật sự anh rất là lo. Ngay cả Phụng cũng vậy. Lúc em bước đi đem giả từ Ngưu Lang, anh cứ sợ em bước đi thêm bước nữa là em lọt xuống cầu luôn. Nó hơi nguy hiểm đó. Nó hơi nguy hiểm. Mà các em vẫn làm được những cái động tác rất đẹp trên cầu. Thì anh cho đây là một cái sự nỗ lực, một sự cố gắng của các em. Còn nói về Kiệt, để anh Huy anh đòi hỏi em hơn là những cái dạng như mà múa bộ rồi theo cổ trang hay hát bội hay tuồng thì để cho nó ra dân gian hẳn. Nhưng anh thấy ở đây là nó chừng mực rồi. Còn nếu mà mình làm hơn nữa thì các em không nên lựa bài Chờ Người Nơi Ấy, mà em lựa một cái bài khác nó hoàn toàn là dân gian, thì em có thể biểu diễn những động tác tuồng cổ được. Hai bài đầu làm cho tôi cảm thấy phấn chấn vô cùng. Đó là cả một sự nỗ lực của các bạn. Chúc mừng hai em. Xin mời anh Trần Huy cho điểm ạ. Dạ, bài này anh chấm 7 điểm. Anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Chấm 7 điểm. Tôi thấy cái độ khó của các bạn cũng khá nhiều. Tôi chấm 8 điểm. Xin cảm ơn. Điểm trung bình của giám khảo dành cho anh Kiệt 7,3. Xin chúc mừng. Và bây giờ xin mời Kim Phụng hãy cùng bước lên, không phải là chiếc cầu mà là chiếc cân. Hai người lại phải chia cắt nhau rồi. Anh Kiệt, cân nặng cũ 133,3 cân. Cân nặng tuần này 130 cân, giảm 3 cân, tương đương 2,5%. Và tổng điểm là 9,8 điểm. Xin chúc mừng bạn.